Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo thumbnail bằng máy tính nhé. Hôm trước mình đã hướng dẫn cách tạo thumbnail cho video bằng điện thoại. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bằng máy tính. Với máy tính thì các bạn sẽ làm trực tiếp chứ không phải tải phần mềm về. Đầu tiên bạn sẽ vào cái trang web Vimeo này. Bạn chọn Select a photo. Sau đó là bạn sẽ tìm đến cái nơi mà có ảnh của bạn ấy, bạn muốn chèn ấy. Rồi bạn sẽ chọn một cái nào. Đây, bạn sẽ chọn bất kỳ một cái ảnh nào nhé. Open. Đấy, các bạn thấy không? Ảnh gốc ban đầu như thế này. Và sau khi tách nền thì được cái ảnh của mình đây. Nếu mà bạn ưng ý rồi thì bạn sẽ chọn download. Còn nếu không, bạn vào edit chỉnh sửa nhé. Thì chọn download này. Thì ảnh sẽ về ở góc dưới cùng bên trái này. Bạn có thể nháy vào hiển thị trong thư mục để bạn biết ảnh đang nằm ở đâu. Và bạn có thể chỉnh ra ngoài desktop đi. Để bạn dễ tìm ấy. Đổi tên nó sẽ gì nhé. Như ảnh 1. Vậy là đã xong phần ảnh. Tiếp theo là bạn sẽ sử dụng phần mềm Canva giống như trên điện thoại ấy. Bạn sẽ bấm vào tạo thiết kế. Đây là mình đã có rất nhiều thiết kế rồi. Bạn chọn hình thu nhỏ YouTube. Bạn chọn vào nội dung tải lên. Đây là những cái ảnh mình đã tải lên rồi. Thì cái ảnh này là giống ảnh mình vừa làm ấy. Nếu bạn muốn tải ảnh tiếp thì bạn sẽ chọn tải ảnh lên này. Bạn chọn đến cái nơi mà bạn vừa lưu ấy. Mình lưu ở desktop. Thế như là ảnh 1. Đấy. Bạn sẽ tải lên ảnh này. Và bạn có thể sử dụng rồi. Thì với cái thiết kế bên này ấy, thì đó là một hình màu trắng. Bạn có thể đổi màu khác nếu bạn thích nhá. Đây, giả sử mình chọn màu này. Sau đó bạn có thể thêm các cái thành phần. Bạn nhớ là chọn những cái hình miễn phí nhé. Bạn có thể chỉnh to nhỏ. Và bạn cũng có thể đổi màu. Đây, giả sử mình thích màu này. Đấy. Sau đó bạn thêm văn bản. Bạn sẽ gõ văn bản của bạn, nhớ là để chữ in hoa nhé. Bạn sẽ để không chữ là tham nhân cho mình nhé. Chọn đậm, chọn cỡ chữ này. Bạn điều chỉnh đến cái vị trí bạn muốn nhé. Rồi sau đó bạn sẽ nội dung tải lên để bạn chọn cái hình ảnh của bạn. Bạn muốn chèn hình ảnh nào thì bạn sẽ chọn nhé. Sau khi đã ưng ý rồi, bạn bấm tải xuống. Đây, vậy là cái thumbnail này mình vừa làm đã được tải về máy tính rồi đây. Thì bạn có thể để ra ngoài màn desktop hay là để ở đâu thì tùy bạn nhé. Và lúc này thì bạn có thể sử dụng cho cái video của bạn rồi đấy. Thì chúc các bạn sẽ thành công nhé. Còn cách mà để làm đăng trên YouTube như thế nào ấy, mình sẽ hướng dẫn ở video tiếp theo nhé. Mời các bạn đón xem. Xin chào các bạn.